Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận NFT Kitomon nha bạn. Thì đây là một kèo random cho hên xui nha các bạn. Thì để tham gia ngày hôm nay các bạn click vào link mô tả dưới video mà đăng phong các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên bạn follow Twitter. Rồi các bạn điền địa chỉ với bên Binance Smart Chain của mình vào. Các bạn dùng địa chỉ chính với chocolate nha bạn. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản nha các bạn. Rồi các bạn bấm like Facebook đi. Hoặc bạn bấm share luôn đi các bạn. Rồi các bạn nhập vào, tôi không phải là người máy nha các bạn. Vui lòng nhập vào hình ảnh có chứa một chiếc thuyền. Đây quá. Thuyền có đây tiếp theo. Vui lòng nhập vào hình ảnh có chứa một chiếc thuyền, nếu không có qua thuyền nè. Thiền giữa sóng khơ. Kiểm tra cái được đúng không? Ok. Đã đúng rồi các bạn. Rồi nhiệm vụ tiếp theo thì các bạn follow Twitter nữa. Trên Twitter này các bạn theo dõi nè các bạn. Sau đó các bạn bắt up lên. Rồi các bạn bấm cho continue nữa. Tại nhấp vào cái máy chưa được nữa. Ok, mình đã được một nhập các bạn. Tiếp tục thì các bạn tweet nữa nè. Rồi các bạn bấm đăng test nha các bạn. Sau đó thì bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn bấm vào app đi tweet nè. Rồi tiếp tục các bạn join sao kênh seller nữa nè. Nhấp vào mục trên nha các bạn. Bạn join sao. Rồi các bạn sao chép nè. Rồi các bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn join sao Telegram của nó các bạn. Rồi sau khi bạn join xong thì bạn mới đập đến web này các bạn. Rồi các bạn điền được username Telegram bạn đã join sau hay gấp nè. Cộng. Máy sao yếu quá. Cộng anh 361 362 này các bạn. Các bạn copy username của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi bạn bấm continue nè các bạn. Rồi tiếp tục join Discord nè. Trên Discord thì bạn chấp nhận là mời các bạn. Trên Discord thì các bạn thả nó hình của chú tim, các bạn chọn chú tim các bạn. Lưu cấp cha các bạn. Rồi. Để có lưu cấp cha verify không ta? Rồi các bạn. Verify. Trên Discord gặp chào thăng delete. Rồi các bạn chờ một chút xíu người ta các bạn. Rồi nha các bạn. Rồi trên ấy thì bạn bấm vào một chữ delete này các bạn. Này mà bạn bè mà. Các bạn nhấp vào một dưới đây thì các bạn chọn quốc gia Việt Nam, các bạn chat một câu các bạn. Good. Ai đáp. Enter. Rồi, các bạn bắt đáp lên đây các bạn. Trên con Discord này giờ mình hiểu các bạn, hiểu tính năng của nó hết các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm đường ghép nữa, chuyên ghép mình share trong bè những người thân các bạn lúc này nè. Rồi tiếp tục Reuse Wallet Address. Thì nó kêu các bạn cung cấp địa chỉ với wallet các bạn. Nếu không hiểu thì bấm vào đây nè. Để coi con này nó trên tài một blockchain. Thôi các bạn ơi, các bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain Bet20 trên chiếc wallet cho tất cả bạn nha các bạn. Rồi bạn bấm continue. Như vậy là xong nha các bạn. Các bạn dễ lên game share mời người thân để kiếm thêm cơ hội nha. Nhận NFT các bạn. Thì dự án này yêu cầu là giới thiệu được tối thiểu là 2 người nha các bạn. Vậy video đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình.